Thì các bạn, mạch phân tầng của con Technic SB1870 các bạn nha. Các bạn thấy mạch phân tầng rất là chất lượng, made in Japan, cuộn dây đồng rất là lớn nha. Cuộn dưới, các bạn thấy cuộn dây đồng ở bên dưới nè, và cuộn dây đồng đối xứng ở bên phía trên trên cùng đó nha. Màu xanh là tụ và những cái điểm trở. Loa ba đường tiếng và có cái phần điều chỉnh. Đây, điều chỉnh trép ở đây thì nó có một cái bộ điều chỉnh ngay ở phía sau ngay của cái phần này nữa nè. Đó. Và đây là cái phần mid trung âm được ở phía sau là nó đóng một cái khung bằng nhựa để nó tán âm và nó không có bị lẫn cái phần mid trep lên phần bass nữa. Đó. Đệm, mang lấy cái đệm, một cái đệm để tán âm. Còn đây là củ bass và nguyên một cái khung của nó bắt từ ngoài vào trong nữa các bạn. Technic SUV6X và cặp loa Technic 3 đường tiếng bass 3 tấc. Loa này khá là lớn về ngoại hình các bạn nha, cao 80 và bề ngang này tới 42 cm lận. Con này nó mở rộng bề ngang nhiều, chiều cao là 80, bao gồm luôn cái phần 4 cái phần chân ở bên dưới. Chân của hãng nó làm cũng khá là cao, tách biệt với mặt đất khoảng tầm 4 cm các bạn. Cái lỗ thông hơi nằm đây các bạn nha, lỗ thông hơi rất là lớn và sâu vượt sâu. Phía trước là nó làm kiểu đen nhám, còn bên hông là màu vân gỗ màu nâu, nâu vân đen và nó hơi đỏ đỏ nữa nè, màu đất đỏ bazan. Và các bạn thấy bass 3 tấc, gân là gân vải các bạn nha, gân vải nguyên zin luôn. Và gân này là gân lõm sâu phía sau chứ không phải là gân lồi ra phía trước. Đấy, còn cái mũi này cũng là một cái mũi dạng vải mà nó có nhung nữa nè. Cái tuyến loa đây các bạn thấy gân dập nổi, bass sâu về phía sau, mở rộng 3 tấc. Tiếng bass con này đánh nhẹ nhàng, tại vì các bạn thấy bass đã 3 tấc rồi. Mà cái thùng loa là dạng thùng loa lớn nữa, thùng này là nó lấy một cái chiều cao tới 80 và bề ngang 42, chiều sâu là 34 các bạn nha. Con này lấy cái thể tích thùng loa khổng lồ, do đó cái âm bass đánh 3 tấc ra rồi cộng với cái lỗ thông hơi bass cộng hưởng cho một cái âm trầm đánh rất là nhẹ nhàng. Trong cái không gian rộng thoáng 40-50 m² các bạn vẫn chơi rất là ok. Tại vì loa này được thiết kế đặt ở dưới đất. Khi mà đặt ở dưới đất nha thì nó sẽ lan tỏa cái phần cái lỗ thông hơi này và cái âm bass này đánh sâu bên dưới mặt sàn và lan tỏa ra không gian xung quanh, giống như là chúng ta đang gắn súp vậy. Hai cái súp bass 3 tấc. Rồi, con này tất nhiên là made in Japan rồi các bạn nha. Technic là một cái thương hiệu âm thanh được đặt tên riêng của hãng Panasonic các bạn. Và con này là maximum của nó là 100W, 8 ohm. Và chúng ta có thể chỉnh trep cái phần trên, cái phần siêu trep nằm trên này. Cái phần siêu trep này không hề ảnh hưởng đến cái phần âm thanh, cái phần trung âm này các bạn nha. Trung âm này, trung âm lớn, dạng trung âm bằng giấy này luôn, thì nó sẽ cho một cái giọng hát trầm tốt, một cái trung âm ngọt. Đây, cái gân là cũng là gân vải sâu với sâu,
Thì con này nó có hỗ trợ một chút nha, một chút thôi, là cái phần bass cao và cái phần giọng hát. Cái tông mid á, cái âm mid á, nó sẽ cho giọng hát ngọt, âm trầm, phối giữa hai cái này, tốt, giải bass cao. Còn cái phần siêu trap này là trap bằng hợp kim, sâu ở bên trong á, và được bảo vệ bởi cái lưới sắt. Còn xung quanh là các bạn thấy khung nhôm còn rất là đẹp, khung nhôm là vân nhôm xước thì nó tán âm trap ra rất là nhuyễn và nó trang trí cũng rất là đẹp. Và cái khung này các bạn đó, cái khung nè, cái này là các bạn bắn bốn ngóc này ra thì nguyên cái phần bản này đi ra theo cái củ loa luôn chứ không phải là cái khung trang trí các bạn nha. Nó là một cái phần dính liền với cái phần củ loa ở bên trong đó. Cái này cũng vậy nè, đó, còn rất là đẹp các bạn. Và các bạn hãy quan sát lại cái thân, cái màu gỗ ở trên cái phần thân loa đi, rất là đẹp nha. Trang trí phòng khách nhìn rất là hầm hố và khá là bắt mắt. Tuy nhiên con này có một cái nhược điểm là lại về là mất một lưới nữa các bạn. Và mình sẽ để giá rất là phải chăng các bạn nha. Nếu nhà không có trẻ em thì chắc tất nhiên là các bạn trưng bày như vậy sẽ đẹp hơn hẳn. Còn nhà có trẻ em thì hay bị có nhược điểm là trẻ em hay thọc tay vào những cái phần lưới này. Chứ nếu mà các bạn để nguyên khung lưới che hết cái mặt loa này thì nó cũng không có trang trí đẹp. Và mình cũng đang sử dụng đầu âm ly Technic luôn. Và mình chỉ kết nối đơn giản là qua cổng 3.5, điện thoại, máy tính, tivi, cổng thông dụng. Thì cái âm ly V6X này công suất 120W cho một loa. Thì con này maximum là 100W. 120W này là dành cho cái đời, những cái đời mà nó đã tính toán cái công suất mà mình đã giải thích với các bạn trong những video clip trước, là cái đời này là đời cổ, thập niên 70-80 thì nó tính công suất nó khác với cái thời điểm hiện tại các bạn nha. Cái loa này 70-100W, trong khi những cái dòng loa đời sau này có audio nhỏ xíu và những dòng loa mini cũng là ghi 70W. Thì các bạn thử hãy so sánh thực tế thì công suất con nào nó lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng mà cái cách ghi nó khác nhau đấy các bạn. Rồi chúng ta quay trở lại với phần nhạc trữ tình các bạn nhé. Con này thì các bạn gắn cái vang số vào và gắn cái micro vào là karaoke thôi. Tết thì các bạn vừa mở nhạc với công suất lớn, thoải mái trong không gian rộng, và các bạn có thể karaoke nữa các bạn nha. Với một cái trung âm nhấn nhá như vậy thì các bạn hát nó sẽ tập trung vào cái giọng hát của các bạn rất là nhiều. Thank you.
các bạn đã cảm nhận được cái âm trầm đánh ra chưa? Cái bass boost mình đang chơi nhạc trên YouTube các bạn nha, và chuyển qua nhạc có nhiều âm trầm và âm trầm cực sâu. Mình xin giới thiệu một chút về cái phần âm ly. Mình đang bật cái phần chế độ low net tăng bass treble lên và mình chỉnh thêm cái phần treble ở trên cái đầu này cho cái phần chơi. Khi mà chơi nhạc điện tử thì mình chỉnh treble lên, còn nhạc trữ tình thì mình trở về cân bằng. Còn ở đây thì các bạn chỉnh được bass treble và low net cộng dồn lên. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là con này, cái âm ly này nó mặt phi nhôm nè, màu bạc, nắp cũng bằng nhôm, vân xước ngang. Và con này thì nó có một cái chế độ là New Class A, một cái chế độ rất là hay của cái dòng Technic V6X này. Đánh rất là nịnh tay. Khi mà bật chế độ này lên thì các bạn đấy, các bạn nên nhớ là chế độ Class A luôn là chế độ mà mong muốn, mà khi người chơi họ nghe nhạc là cái âm thanh muốn trở về cái chế độ nguyên bản Class A, là chế độ cơ bản đời đầu. Âm thanh ra rất là thật, rất là mộc mạc. Tuy nhiên nó rất là hao điện năng và rất là nóng máy, rất là nóng âm ly. Tuy nhiên những cái dòng đời sau này nó cải tiến thì nó vẫn cố gắng giữ được cái sự mộc mạc của Class A. Tuy nhiên nó cải thiện về vấn đề đó là hạn chế cái việc đi nóng máy lên quá nóng và tiết kiệm được điện năng hơn. Đấy. Đây là chế độ Class A mà Technic V6X nó áp dụng cái công nghệ ở trên cái âm ly. Rồi chúng ta quay trở lại với phần test âm thanh siêu bass các bạn nha. Mình xin nhắc lại là mình chỉ kết nối đơn giản qua điện thoại thôi. Các bạn nên đeo tai phone vào, nó đánh bass gọi là không gian ở đây nó đánh rung kiến luôn. Mình mở cái tường bass phần low net lên mà bánh cái bài nhạc bass boost này, cái phần kiến ở ngoài mình nó rung tè tè luôn các bạn. Và xin nhắc lại là chúng ta phải đặt cái loa này dưới đất nha, và đặt rộng ra hai bên màn TV thì các bạn sẽ cảm nhận được cái âm thanh hi-fi trái phải nó rõ ràng hơn và nó cộng hưởng với cái mặt sàn tốt hơn. Đấy, và các bạn thấy cái phần âm ly cực khỏe luôn nha. Cái ba loa lớn như vậy, bass ba tấc và lớn như vậy mà lên tới cái ngưỡng này là thật sự là nó đã rất là lớn luôn rồi. Âm thanh ở ngoài thực tế nghe rất là lớn các bạn. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Nhớ bấm like cho mình các bạn nhé. Hãy tậu cho mình một cái cặp loa, một cái âm ly Technic Made in Japan, để vừa nghe nhạc với giá thành rất là phải chăng và có thể gắn vang micro vào karaoke.